Đang sổ vòng cho chú Trinh nha. Chú Trinh ở đâu nhỉ? Tây Ninh nha. Ngu Hoa. Thế sổ xong tôi sẽ quay cái video cái vòng này nhá. Ngu Hoa huyết nồng, nu kín luôn. 14 hạt, một hạt để bên ngoài. Đây, ngu Hoa đây, rất là ít. Số lượng rất là ít. Đây, một hạt này để bên ngoài. Ngu Hoa huyết nồng. Một hạt này để bên ngoài. Cứ ngu Hoa ai đặt mới xỏ nha. Bật cái điện lên phát nào. Cái quạt à. Đây là cái đèn à. Xem tượng hoàng đàn kết bạn Zalo đi. Kết bạn Zalo số gì ấy? Số của anh này, số 3250 ấy. À đây, dây này. Ngu Hoa huyết nồng. Rồi cho một hạt đi. Một hạt đi. Thì cái hộp đỏ. Ngu Hoa huyết nồng 14 ly dành cho chú Trinh ở trong, nói chung là trong miền Nam, không nhớ là ở đâu ấy. Vòng chọn theo yêu cầu của chú là nu nhiều, vip kín mặt, kín. Nhìn thấy là có nu ngay, nhìn vào phát là nu luôn. Đây, nhìn vào phát nu luôn này. Quá đẹp luôn. Có dây dự phòng kèm theo. Dây dự phòng và hộp. Đây này chú này. Nu này. Nét nét này. Nét nét này. Nét nét này. Cận cảnh mà không lấy được cận cảnh. Đó. 14 ly nu hoa huyết nồng. Thì cái vòng nu hoa này vân của nó cực kỳ đẹp, hàng chọn từng hạt một và độ thấu quang của nó thì không bằng nu vip được, nhưng mà gỗ của nó chất gỗ già và vân đẹp, nó cũng đỏ nhưng mà đỏ ít hơn nu vip một chút thôi, nó đỏ khoảng một nửa hạt hoặc 2/3 hạt, 70, 50, 60, 70, 80%. Nó cũng rất là nhiều tinh dầu. Cái nu này thằng hàng nu này cực kỳ đẹp luôn. Chọn từng hạt không bị nỗi, không sứt mẻ. Không một nỗi nầm luôn. Hàng này thì giá nó sẽ cao nhá. Giá của nó sẽ cao hơn so với những cái hàng thường. Hàng bình thường. Hàng bình thường thì nu nó sẽ không được đẹp và không được chọn như này đâu các bạn ạ. Nếu mà muốn người nào mà muốn hàng chuẩn đeo ok, mua hàng chuẩn thì hãng anh em nhiệt tình thì alo. Giá thì tôi sẽ tư vấn sau, tôi sẽ báo sau. Còn các bác cứ alo cho tôi để tôi tư vấn kích thước phù hợp, cũng như là các cái loại, mấy loại nu ấy thì nó tùy thuộc vào chất lượng cũng như là giá thành. Hàng đẹp thì sẽ phải giá đẹp thế thôi. Còn các bác nào mà muốn mua hàng rẻ thì cũng có, nhưng mà nó cũng không được chuẩn đâu. Nó ok nhưng mà nó không được chuẩn. Nó cũng là hàng lưu gốc, nó chỉ có mấy trăm nghìn thôi.
cũng được, ok. Nó chỉ có tầm 300 đến 400 đã được một cái vòng rồi. Giờ trên thị trường nó bán tầm 300, 350, 400 đã được một cái vòng nu rồi, đẹp rồi. Nhưng mà nó không được chuẩn. Từng hạt một, rồi thì đỏ rực, rồi thì nu hoa nhiều như thế này đâu. Hàng này là hàng chọn, một lô mới được chọn được có mấy vòng thôi thì giá nó rất là cao. Đấy, các bác lưu ý cho tôi, nếu mà muốn chơi hàng đẹp, hàng thửa đấy, hàng thửa từng hạt một đấy thì phải chấp nhận cái giá nó chấp nhận được với các bác thì các bác phải mua. Còn các bác mà không chấp nhận được thì mua hàng ok thôi, vừa tiền thôi. Có mấy loại đấy. Quá đẹp luôn. Mười bốn ly này phù hợp với những người tầm 60 cân, 65-70 cân. Người nào tay bé thì sẽ xỏ 14 hạt như thế này, còn bỏ một hạt bên ngoài. Còn người nào tay mà to trung bình ấy, tầm 70-75 cân ấy, thì đeo 14 ly phải xỏ 15 hạt mới vừa. Bình thường thì tay bé như chú này, chú tay bé thì chỉ xỏ 14 hạt thôi. Người khách quen mà, người ta biết rồi, chỉ xỏ 14 hạt là vừa. Đây, đeo một thời gian nó sẽ xuống màu đỏ như này, nâu đỏ như này. Đeo trong vòng khoảng hơn 1 tháng đến 3 tháng. Càng đeo lâu nữa càng xuống màu đẹp. Cái này không sợ nước nhá, không nước nôi không vì gì đâu. Vì nó có một lớp phủ bóng mờ bên ngoài, nó kiêng chống được nước. Hàng mộc, các bác đeo hàng mộc cũng được, nó thơm nhưng mà nó sẽ xuống màu, nước nôi nó vào nó xuống màu rất là xấu, không đẹp như cái hàng phủ bóng mờ này. Thì bóng mờ này thì nó tuyệt đối chống nước, không sợ về nước nó vào gỗ, nó làm xấu cái gỗ của mình. Thì cái này càng đeo nó càng bóng. Đây, như tôi đeo này sẽ bóng như này và màu nó xuống đẹp như này. Có điện thoại.